Bạn Búp này bị gì mà cổ lại sần đen và tấy đỏ lên như thế này nhỉ? Xin chào tất cả các bác đang xem trên kênh Nhất Thú Cưng. Ngày hôm nay mình sẽ đi điều trị cho bạn Búp, một bạn chó có gương mặt rất là đẹp nhưng tuy nhiên bạn này rất hay mắc những cái căn bệnh về da, đặc biệt là trong da tai. Những bạn nào mà nuôi chó Búp hay là chó Bun Phát thì cũng biết rồi, những cái dòng chó này thì da của nó rất là yếu, đôi khi chỉ một thay đổi nhỏ thôi là cũng bị bệnh rồi. Cái vùng da tai này của nó rất là nặng này, nó khiến nó ngứa ngáy và nhiều con có xu hướng gọi là gãi vào tai, khiến cho cái vùng tai sưng và chảy mủ lên. Bạn này không chỉ bị ở tai mà vùng cổ cũng bị khá là nặng, nó thâm đen và nó có xu hướng sừng hóa, khiến cho chú chó rất là ngứa ngáy khó chịu. Thì sau một thời gian điều trị ở bên nhà mình thì hiện tại thì các bạn nhìn cái vùng da tai của bạn ấy nó đã mịn màng trở lại, không còn những cái vết sừng hay là những cái vết ngứa ở trên nữa. Đó, hai tai cho chú chó một cảm giác rất là dễ chịu. Vùng da cổ cũng vậy, da cổ thì của bạn ấy không còn sưng và không còn đen và thâm sần lên nữa, mà là thay vào đó nhìn trông rất là mịn màng. Vậy là sau gần một tháng điều trị bệnh thì bạn Búp này đã khỏe mạnh trở lại và sẵn sàng về lại với chủ rồi. Anh chị em nhà mình mà đang có chó mèo bị bệnh muốn điều trị liên hệ thì có thể bấm vào phần hồ sơ của em là có thể tìm được em rồi. Thì chúc mọi người có những chú chó thật là khỏe mạnh và có thật là nhiều những kỷ niệm vui bên chú cún cưng của mình. Em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Hôm nay thì có người gửi về cho mình một con chó, thì chúng ta sẽ cùng đi xem bạn chó này vì sao mà người ta lại gửi về cho mình nhá. Thì đây, tình trạng da của bạn ấy thì bạn này là bị ghẻ các bạn ạ. Nhưng tuy nhiên là do lông của bạn ấy nó dài nên là mình sẽ không nhìn thấy kỹ đâu. Ở dưới lớp lông đấy là những cái lốt ghẻ rất là to và rất là có mùi. Bạn này kèm theo là bị cả viêm tai giữa nữa, nên các bạn nhìn thấy vùng tai của bạn ấy lúc nào cũng ướt ướt đấy. Đó là biểu hiện của bệnh lý của bạn này. Những bạn chó như thế này thì nhìn thì có thể vẻ ngoài trông bạn ấy khá là khỏe mạnh, vẫn đi lại chạy nhảy bình thường, nhưng tuy nhiên thì bạn ấy đang rất là đau đớn và rất là khó chịu ở trong người. Thứ nhất là bị viêm tai, lúc nào tai cũng chảy mủ. Thứ hai là các vết ghẻ ở dưới nó tạo ra được những cái mảng bết làm cho lông nó bết lại với nhau thành cục. Khi mà mình sờ vào thì bạn ấy rất là đau đớn và bạn ấy hầu như là không cho gọi là điều trị, thì mình bắt buộc phải đi tiêm cho bạn ấy và sử dụng thuốc để cho bạn ấy giảm đau cũng như là tiêu những cái ổ viêm đi ạ. Bình thường cái chân của những cái bạn bút đồ nó rất là nhỏ, rất là thanh, nhưng tuy nhiên chân của bạn này nó bè ra bởi vì là bạn ấy bị ghẻ cù bàn nữa, nên là chân lúc nào sưng to các bạn ạ. Mình sẽ cố gắng trong thời gian tới sẽ điều trị cho bạn này khỏi bệnh và cho bạn ấy có một cơ thể thật là khỏe mạnh. Mọi người nếu mà muốn xem quá trình điều trị của bạn này hoặc là muốn điều trị tư vấn các bệnh về da thì có thể liên hệ với mình và bấm theo dõi kênh TikTok của mình nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Bạn chó này là một bạn chó vô chủ và hiện tại đang cần tìm một chủ nhân thực sự yêu thương, quan tâm và chăm sóc suốt phần đời còn lại. Bị bệnh về da và tai nên chủ bạn ấy đã cho lại mình. Sau rất nhiều ngày điều trị thì hiện tại tình trạng của bạn ấy đã tốt lên và hoàn toàn khỏe mạnh như bình thường. Kênh Nhất Thú Cưng của mình chỉ là một kênh cầu nối để chăm sóc những bạn chó bị bệnh về da đáng thương. Có những bạn chó gầy chóc da chóc xương, toàn thân bốc mùi, lang thang ở ngoài đường, đầu đường xó chợ, tự sinh tự diệt, đói ốm và lạnh, không biết là sẽ ra đi lúc nào. Nhìn những hình ảnh đó thì mình cảm thấy vô cùng là đáng thương. Mình cũng chỉ muốn là một cái điểm dừng chân để có thể chữa bệnh cho các bạn ấy, để cho các bạn ấy khỏe mạnh hoàn toàn bình thường. Còn để chăm sóc và nuôi dưỡng các bạn ấy suốt những cái quãng đời còn lại thì rất là vất vả và cũng là không thể quan tâm được hết bởi vì là rất là nhiều bạn. Vậy nên rất cần những bạn nào thực sự có tâm và muốn chăm sóc những bạn chó này một cách tử tế thì có thể đón về và chăm sóc nuôi dưỡng bạn ấy, cho bạn ấy một cuộc sống hạnh phúc. Mọi chi tiết và phí nuôi thì các bạn có thể nhắn qua hồ sơ của mình ở trong kênh TikTok.